Nắm lấy bàn tay, nó có thể biến đổi cả một miền đất hoang mạc, hoang sơ, cằn cỗi
trở thành một mảnh đất màu mỡ tình yêu tươi thắm. Vâng, rồi khi bàn tay nắm lấy bàn tay, mắt chìm trong mắt, đôi môi chạm khẽ đôi môi. Vâng, đó là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu của cô dâu và chú rể của chúng ta cũng giống như biết bao nhiêu đôi tình nhân khác. Họ gặp gỡ rồi từ đó họ cảm mến nhau, cảm nhận được tâm hồn của nhau, con người thật của nhau, để ngày hôm nay đây họ được tay trong tay sánh bước cùng nhau tạo lập nên một nền tảng hạnh phúc mới, một nền tảng gia đình mới. Vâng, vậy là anh nắm tay em đi giữa trời hạnh phúc, anh ước mình sẽ mãi chẳng rời xa, cho dù sóng biển có nổi phong ba thì em ơi tình ta là mãi mãi. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay tất cả quý vị hiện diện đông đủ tại nơi đây, trước hết là để chia vui cùng đôi bạn trẻ, sau đó là để cảm nhận những giây phút hạnh phúc nhất của tình yêu. Vâng, và tôi tin chắc một điều rằng trong số tất cả quý vị có mặt tại đây, ai đã từng trải qua cái cảm giác được làm cô dâu và ai đã từng trải qua cái cảm giác được làm chú rể thì hãy nhớ lại những giây phút hạnh phúc nhất của mình trong ngày cưới. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vậy là một năm thì chúng ta chọn lấy một tháng đẹp, một tháng đẹp thì chúng ta chọn lấy một ngày đẹp, và ngày đẹp đã được hai bên gia đình ấn định, đó là ngày mùng 5 tháng 7 dương lịch, tức ngày 20 tháng 5 âm lịch. Vâng, đẹp tháng, đẹp ngày, đẹp giữa đôi đứa, đẹp đôi bạn đời, đẹp cho hai họ hai nhà, đẹp cho đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Vâng, vậy là trải qua thời gian tìm hiểu đã lâu, được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương, được sự đồng ý của hai bên gia đình đã cho phép đôi bạn trẻ làm lễ kết duyên ngày hôm nay. Vâng, vậy là bao ngày anh ước mong sao thì giờ đây anh đã trao hoa cho em rồi, và để hôm nay đây anh như con thuyền chở đầy tình thương đến bến bờ hạnh phúc. Giữa trưa nắng hè, em là dòng suối mát, thuyền lan anh lướt nhẹ trên em, con sóng vỗ về đang thì thầm to nhỏ. Anh ơi, hạnh phúc nhất trên đời được đến bên em bằng tất cả những nụ hôn. Vâng, và hơn hết tất cả, lúc này đây chúng tôi xin được trân trọng truyền lời cảm ơn của gia đình, cũng như xin được trân trọng truyền lời cảm ơn của cô dâu và chú rể tới sự diện của tất cả quý vị, khi giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống mà tất cả quý vị vẫn dành cho gia đình, vẫn dành cho cô dâu và chú rể những tình cảm ưu ái nhất. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng ánh mắt về phía hai nhân vật chính. Vâng, chú rể Thành Luân, cô dâu Hồng Nhung, xin mời hai bạn sẽ cùng bước lên bàn danh dự của mình. Chúng ta sẽ cùng chờ đón tất cả quý vị. Chính trong câu chuyện tình yêu của buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, chú rể của chúng ta là một anh công an. Vâng, công an mà lấy vợ mà sinh như thế kia thì chắc chắn rằng ai cũng muốn lấy, đúng không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi đi tổ chức đám cưới rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà xin được thưa với tất cả quý vị một điều rằng chúng tôi chưa từng thấy một cái đám cưới nào cô dâu của chú rể đẹp đôi như cái đám cưới này. Vâng, chú rể thì cực kỳ là mạnh mẽ và phong độ, còn cô dâu thì cũng đẹp dạng người mà không chói lóa, đẹp mặn mà chẳng kém thua ai. Vâng, cô dâu của chú rể của chúng ta đã mang về đây những ánh sáng rực rỡ nhất của kinh đô Hollywood, một chút nắng biển của Nha Trang và một chút nồng nàn của Hà Nội. Và không biết cảm xúc của quý vị lúc này như thế nào, nhưng riêng cá nhân những người làm chương trình chúng tôi cảm thấy cực kỳ là vinh dự khi hôm nay được trở về với quê hương Sao Đỏ Chí Linh thân thương, được tổ chức một đám cưới rất là long trọng như thế này. Vâng, đám cưới đang được diễn ra trong một không khí ấm áp với sự góp mặt đông đủ của tất cả quan viên hai họ và bạn bè của cô dâu và chú rể đã tề tựu với đây chưa vui cùng với gia đình, chưa vui cùng với cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai nhân vật chính, trân trọng kính mời chú rể Thành Luân, trân trọng kính mời cô dâu Hồng Nhung sẽ cùng đứng lên để ra mắt trước toàn thể quan viên hai họ. Muốn gửi tặng cho cô dâu của chú rể trong buổi hôn lễ ngày hôm nay. Đầu tiên cháu xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu cũng có một món quà muốn gửi tặng hai con. Vâng, xin mời cô dâu của chú rể sẽ cùng nhận những món quà hết sức là ý nghĩa từ phía những người cha người mẹ của mình. Vâng, vậy là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,
mai trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần Tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đầy con. Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con. Vâng, quý vị đang được chứng kiến tình cảm thiêng liêng trong ngày vui cô con gái rượu đi lấy chồng, thì người mẹ cũng có một món quà hết sức ý nghĩa đã trao cho người con của mình. Vâng, còn tất cả quý vị có vẻ quý vị có thể tặng cho tình cảm đó bằng một tràng pháo tay thật là lớn đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Vâng, và ngay sau đây xin mời chú sẽ trao món quà cho người con rể của mình. Vâng, một người con rể. Kính mời chị gái của cô dâu. Vâng, anh chị trong ngày vui của hai em cũng có một món quà. Xin mời anh chị sẽ cùng bước lên sân khấu để gửi tặng món quà đó cho hai em trong giây phút này. Vâng, không có gì quý hơn bằng những tình cảm mà những người thân trong gia đình trao tặng cho nhau trong cuộc vui ngày hôm nay. Vâng, quý vị đang được chứng kiến những giây phút rất là thiêng liêng, những người thân của cô dâu và chú rể đang trao quà cho hai bạn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, xin được chân thành cảm ơn cô chú cũng như anh chị đã gửi tặng cho các con, gửi tặng cho hai em những món quà hết sức ý nghĩa trong cuộc vui.
Loan Phúc Hòa Minh. Chúng ta và đoàn lễ hôn trường cưới sẽ bước vào buổi lễ tẩy hôn trong năm hạnh phúc.
của hai bạn trong ngày vui trọng đại hôm nay. Và xin mời đại diện của hai bên gia đình tiến về phía trước những bạn danh dự cùng uống nước ăn trầu và chung vui chúc phúc cho hai bạn trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin mời làm chương trình xin được gửi tới toàn thể các vị khách quý quan viên hay họ với lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay để cùng chào đón hai nhân vật chính của chúng ta là chủ nhân của buổi lễ giao duyên trăm năm hạnh phúc ngày hôm nay, sự hiện diện của chú rể Thành Luân và cô dâu Hồng Dung. Một xin tán đấu này lồng nhiệt đến đâu quý vị ơi. Hồng Dung, quan về đây họ, bạn bè thiên niên nam nữ, chúng ta đang hướng về sân khấu mini của hôn trường cưới để chuẩn bị chứng kiến một ngày lễ long trọng nghìn năm mới có một lần, đó là lễ thành hôn cho chú rể Thành Luân sánh duyên cùng cô dâu Hồng Dung. Vâng, trước khi đến với chương trình, xin mời nhà nhiếp ảnh gia, ống kính quay camera và toàn thể các quý vị, nhà truyền hình của Chí Linh Hải Dương cũng như toàn thể các vị khách quý và các bạn, chúng ta hãy chuẩn bị lên sóng và truyền hình trực tiếp chương trình đặc sắc này. Vâng, kính thưa toàn thể hội trường thân mến, đúng là trong ngày vui trọng đại của đôi bạn trẻ hôm nay có đầy đủ gương mặt, vâng, những người bạn, người thân của cả cô dâu và chú rể đã không quản ngày đường xá xa xôi cùng trở về đây chung vui sum họp một nhà, chung vui chung một lời ca, trước là gặp mặt hàn huyên, sau là chúc phúc mừng duyên cho đôi bạn trẻ trong ngày vui trọng đại hôm nay. Vâng, và ngay sau đây Hoàng Dũng xin được thay mặt anh em làm chương trình cũng như thay lời cho cô dâu chú rể và buổi lễ thành hôn trong năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ với 45 phút tường thuật trực tiếp tại chỗ được chính thức bắt đầu. Xin một tràng tay của quý vị. Không thể thiếu được những thành phần quan trọng ban tổ chức quan viên đại họ và bạn bè thiên niên nam nữ. Vâng, trước khi mình làm chương trình, xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho quan viên họ nhà trai và một vị đại diện quan viên họ nhà gái sẽ có mặt tại sân khấu trong buổi trưa này hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời hai bác và chúng ta hãy đổ những tràng pháo tay thật lớn để trân trọng kính mời. Cùng hướng về phía sân khấu nhỏ của chúng tôi, vâng, để cùng chứng kiến và đón nghe những lời phát biểu, những lời chào dâu nhận rể cũng như những lời ân tình cảm ơn tới toàn thể, những tình cảm đặc biệt trân trọng của quý vị đã về đây chung vui và chúc phúc cho Thành Luân và Hồng Dung trong ngày vui trọng đại hôm nay. Vâng, và cháu xin mời bác đại diện quan viên họ đình gái sẽ đứng ngay cô dâu ạ, và bác đại diện cho quan viên ở nhà trai sẽ đứng ngay chú rể để quan viên hai họ biết rằng hai bác là hai vị đại diện của quan viên hai họ hôm nay ạ. Vâng, xin mời. Vâng, thưa toàn thể quý vị, đến trên sân khấu của hôn trường cưới bây giờ là những gương mặt quan trọng, là những tình cảm của quan viên hay họ sẽ cùng chúc mừng cho lời đôi hôm nay. Với quãng đường khá xa xôi, một vị đại diện quan viên họ nhà gái cùng toàn thể quý vị đã có mặt đông đủ hôm nay. Vâng, và trước khi để làm lễ chào dâu, vâng, xin mời bác đại diện quan viên họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu ạ. Vâng, xin mời bác ạ. Kính thưa các cụ, công, các bà và các vị khách quý của hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, qua thời gian hai cháu tìm hiểu nhau đã được sự đồng ý nhất trí của cơ quan đoàn thể. Hai gia đình đã xin phép hai gia đình cho hai cháu kết hôn ngày hôm nay là ngày lễ long trọng. Gia đình chúng tôi cũng đã mời tất cả các quý vị đến hội trường đông đủ ngày hôm nay. Em là để gia đình chúng tôi kể từ giờ phút này giữa hai gia đình nhà trai và nhà gái kết nghĩa thông gia. Long trọng một nhà đoàn tụ vun trồng hạnh phúc văn minh, cũng là ngày mà chúng tôi giao cô dâu cho bên họ nhà trai, và chúng tôi cũng nhận cháu Luân là về con rể của về bên gia đình nhà gái. Thế cũng được sự đông đủ của tất cả hai họ đến để mừng vui cho các cháu ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi không biết nói gì, xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị, quý ông, quý bà và các cơ quan đoàn thể, bạn bè nam nữ thanh niên của hai họ một lời chào thắm thiết, tình cảm nhất. Vâng, xin vui một tràng pháo tay thật lồng nhiệt được không ạ? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, và Hoàng Dung cũng xin thay mặt anh em làm chương trình, thay mặt cho quan viên họ nhà trai xin ghi nhận những lời phát biểu, những lời chân thành của bác đại diện họ nhà gái đã dành tới toàn thể hội trường cưới trong ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được thay mặt cho quan viên họ nhà trai xin được nhiệt liệt và chào mừng toàn thể quý vị khách quý đến từ quan viên họ nhà gái quê hương sao đỏ Chí Linh chúng ta. Vâng, và xin kính chúc quý vị một sức khỏe dồi dào và luôn luôn hạnh phúc. Vâng, và để đền đáp những tình cảm ấy thì ngày xưa có câu rằng thưa các vị khách quý kính mến và đại diện cho quan viên họ nhà trai hôm nay, với những tâm tư tình cảm của mình thì xin mời bác sẽ có đôi lời phát biểu và nhận cháu dâu của mình trước khán phòng. Vâng, các vị khách quý hãy đổ những tràng pháo tay thật lớn đến với ý kiến và ngọc của bác đại diện quan viên họ nhà trai. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên, hôm nay ngày lành tháng tốt, trong thời gian tìm hiểu của hai cháu Luân, Nhung
được sự nhất trí của chính quyền, cơ quan, đoàn thể, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu ngày hôm nay. Đương nhiên quá trình tìm hiểu và lễ thành hôn, mọi vấn đề đã được rất là chu đáo từ những ngày trước đây và đến ngày hôm nay, đặc biệt là thời tiết đã tạo điều kiện cho chúng ta có việc ngày hôm nay. Hôm nay được đón cháu về, chính từ giờ phút này, cháu Nhung là con dâu của anh chị Long Thế và cháu Luân là con rể của anh chị Cường Thơm. Rất mong, đương nhiên sự hạnh phúc là của các cháu, nhưng không thể thiếu được sự vun đắp của gia đình. Rất mong từ giờ phút này về sau, hai gia đình là một, chúng ta tiếp tục giúp đỡ để cho các cháu có hạnh phúc trăm năm và công việc ổn định. Một lần nữa xin thay mặt cho họ, nhà trai xin được đón cháu dâu và xin được kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các vị đại biểu và các bạn nam nữ thanh niên trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, những tràng pháo tay nồng nhiệt của quý vị sẽ là những món quà đặc biệt ý nghĩa dành riêng cho cô dâu chú rể cũng như đại gia đình của cô dâu chú rể trong ngày vui trọng đại hôm nay. Vâng, xin hai bác trao cho nhau một cái bắt tay trong tình nghĩa thông gia, và chúng tôi những người làm chương trình xin được thay mặt cho toàn thể quý vị khách quý kính chúc cho tình nghĩa thông gia hai họ hai nhà từ đây thắm thiết mặn mà, và từ đây hai họ một nhà chung vui. Và xin mời hai bác sẽ nán lại sân khấu trường cưới để cùng chứng kiến những phần lễ nghi, vâng, những nghi lễ cực kỳ hạnh phúc và đặc biệt hạnh phúc dành cho Thành Luân và Hồng Nhung trong ngày vui trọng đại hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể hậu thân mến, đúng là em đã về hỡi tình yêu ơi, để lòng hạnh hạnh phúc đến tuyệt vời, em đã đến cho tình yêu trở lại tại ôm đó hoa trong ngày vui hôn lễ. Có phải em tình yêu lại về xảy sắc xây hoa để cánh bướm quay về, xuân đã về cùng với biển khơi để đôi chim tung cánh giữa bầu trời để anh trao em vòng nhẫn cưới và nụ hôn lồng cháy của con tim. Và kính thưa toàn thể hậu thân mến, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng hướng về phía sân khấu nhỏ chúng tôi để cùng chứng kiến những phần nghi lễ đặc biệt hạnh phúc dành cho Thành Luân và Hồng Nhung. Vâng, phần nghi lễ đầu tiên xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng chào cho nhau vòng nhẫn cưới trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, các vị khách thân khách quý, xin mời hai bạn. Xin mời cô dâu hãy cho tôi mượn với đóa hoa tươi thắm đang ở trên đây. Thưa toàn thể các quý vị kính mến, hướng về sân khấu của hôn trường cưới, chúng ta hãy lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Và món quà đầu tiên của chú rể bấy lâu nay đã ấp ủ muốn chia sẻ những tình cảm mặn nồng của mình cho người vợ. Vâng, và ngày xưa, người xưa vẫn có câu rằng, ngày xưa thì nhẫn cổ trao tay, mà nay nhẫn cưới thì kim cương luôn tặng nàng. Tặng nàng đủ đầy yêu thương, để thương để nhớ những ngày cách xa đấy ạ. Các quý vị một lần nữa hãy mở những tràng pháo tay thật lớn để với món quà cho nhau của chú rể và cô dâu. Vâng, và với phần quà đặc biệt ý nghĩa này, những người nào chương trình chúng tôi xin được thay mặt cho toàn thể quý vị khách quý xin chúc cho hai bạn từ đây nên nghĩa vợ chồng, mặc cho nghiêng núi cạn sông chẳng rời, dấu đá có nát vàng thời có phai, thì trăm năm tình nghĩa vợ chồng cũng sẽ không phai lời thề. Vâng, đề nghị MC Minh Thúy tiếp tục trợ giúp cho cô dâu với bó hoa tươi thắm của mình, để xin mời hai bạn cùng tiến đến bên những tầng tháp bánh, vâng, tầng bánh của hạnh phúc của mình trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin mời trẻ nói rằng cũng như đến ngày vui trong năm hạnh phúc hôm nay của các bạn trẻ. Thì Thành Luân có nói với Hồng Nhung một câu rằng, em à, bước chân anh đi đã được phòng trái đất, gặp em đây người duy nhất anh yêu. Một lần nữa nổ một tràng pháo tay thật lớn, nghi thức cắt bánh gato xin phép được. Trước khi những tấm bánh được lần lượt cùng gia đình và các bạn chia sẻ, thì xin mời hai em sẽ bước sang bên phải của sân khấu và chuẩn bị đối với nghi thức thứ ba là nghi thức bật nắp sông banh trong ngày cưới. Và xin mời chúng ta hãy nở những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho cô dâu chú rể ạ. Vâng, với những bạn đến với nhau viên mãn ban đầu, vẫn đúng là chung tay rót chén rượu thề, từ đây anh đón em về làm dâu, và còn đâu áo đỏ áo xanh, từ đây em đã có anh là chồng, và hôm nay đẹp lễ tơ hồng, từ đây ta đã là vợ chồng của nhau. Và xin được chúc cho hai bạn tình nghĩa được trăm năm gắn bó. Vâng, và xin được chúc mừng.
Vâng, thưa toàn thể các quý vị, người xưa vẫn nói rằng chúng ta tựa một dòng sông và những nhánh sông nhỏ đó là từng thành viên trong gia đình, những nhánh sông ấy sẽ cùng hòa quyện chảy sân khấu. Với ly rượu thứ hai của buổi trưa ngày hôm nay, đầu tiên cô dâu chú rể sẽ rót vào 4 chiếc ly đang có mặt tại khán phòng để cùng chuẩn bị thay lời cảm ơn những người chịu. Vâng. Vâng, xin mời cô dâu sẽ cùng chúng ta rót ra những ly rượu. Một lát nữa thôi hai bạn sẽ tự tay dâng kính lên những người thân sinh ra mình, những người đại diện cho gia đình hai họ, để thay cho một lời cảm ơn với những tình cảm mà đà hòa đã dành cho hai bạn trong ngày vui trọng đại hôm nay. Vâng, cô dâu chú rể vẫn thầm ước rằng ước gì ta cụ đề riêng nhau, để tin để nhớ để xô em lời thơ ý nhạc tình yêu ấy đã cùng nhau đi vào giấc mộng tỉnh đêm. Hôm nay những giấc mơ ấy đã trở thành sự thực, đôi viên đương đã cùng nhau chia sẻ những hạnh phúc ngọt ngào cuộc đời mình, và đầu tiên với chiếc bánh gato và thứ hai với những ly rượu, những tình cảm cùng toàn thể các quý vị chúc mừng cho là một niềm hãnh diện nhất cho ban tổ chức đại diện cho quần về đại học và đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, những dòng rượu hồng đã được từ tay cô dâu chú rể đã rót ra. Vâng, một chào vỗ tay thật lớn nhé. Vâng, vừa rồi chúng ta đã chứng kiến với tháp ly và những ly rượu cô dâu chú rể cùng chia sẻ. Vâng, và bây giờ xin mời các quý vị hãy tham gia sân khấu. Đại diện cho quan viên họ nhà trai và cô dâu sẽ cầm ly rượu kính dâng lên vị đại diện quan viên họ nhà gái, đó là tỏ những tấm lòng thiếu nghĩa của mình dâng lên những người đi trước, đó là những vị đại diện quan viên hai họ, những người đã thân sinh ra chúng ta và những người đã nuôi dạy và chỉ bảo chúng ta với con đường hôm nay. Còn ly rượu tiếp theo cô dâu chú rể sẽ cùng nâng lên, đó là ly rượu giao bôi trong ngày cưới. Và gia đình các vị khách quý đang có mặt tại khán phòng, hãy rót những ly trà thay cho những ly rượu đồng để cùng cô dâu chú rể và quan viên hai họ chúc mừng lễ thành hôn của đôi lứa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời cô dâu chú rể tiến ra giữa sân khấu. Và với ly rượu này xin mời hai bạn sẽ được dành riêng một nghi thức dành cho hai bạn, sẽ được ngoắc tay nhau. Vâng, ngoắc tay nhau để uống để trao nhau tình cảm, tình yêu cho mình trong cuộc đời. Vâng, và trong cuộc sống. Vâng, xin mời hai bạn ạ. Hai bạn cùng chúc mừng cho các bạn. Và xin mời quý vị chúng ta cùng nâng chén ly trà của mình lên để cùng chúc vui, chúc phúc cho bạn trẻ trong ngày vui trọng đại hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Vâng, xin cảm ơn hai bạn. Hai bạn sẽ cùng một lần nữa nắm tay nhau và bắt chặt một cái bắt chặt thì không xa hai nhà nước một, và sau đó hai bác sẽ về với ghế danh dự của hôn trường cưới tiếp tục chứng kiến cho con cháu của mình. Thưa toàn thể quý vị kính mến, cô dâu chú rể đã cùng chia sẻ với ly rượu giao bôi hôm nay. Vâng, và cô dâu chú rể đã chính thức nên vợ thành chồng, chúng ta một lần nữa hãy chúc mừng bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Cô dâu chú rể đã nên vợ thành chồng. Bây giờ thì theo phong tục của địa phương cũng như quê hương của chúng ta, cô dâu chú rể sẽ phải trao cho nhau một món quà đặc biệt trong ngày cưới. Xin phép các ông bà, cô dì, chú bác, cho người làm gì được hỏi các bạn thanh niên nam nữ là cô dâu chú rể sẽ phải làm một nghi thức quan trọng gì nữa. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chú rể Thành Luân nghe rõ chưa ạ? Vâng, đây là một món quà đặc biệt ý nghĩa mà các cặp quê hương sẽ trao cho nhau trong ngày vui trọng đại. Vâng, cũng là những lời hứa tới toàn thể quan viên hai họ rằng chúng con sẽ sống với nhau đến viên mãn phần đầu. Vâng, và ngày xưa khi mới yêu nhau thì hai bạn thường ước với nhau một câu rằng ước gì ta được chung nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, ngày thì chung việc ngoài đồng, tối về chung gối, chung phòng, chung chăn. Vâng, và ước mơ đó của họ nay đã trở thành hiện thực. Họ đã tìm được gốc thông xưa hẹn ước, tìm được người mộng ước hẹn hò, tìm được người chung một con đò, sông sâu biển cả hẹn hò sánh đôi. Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng hướng về phía sân khấu nhỏ chúng tôi để chúng ta cùng hướng chứng kiến một phần nghi lễ đặc biệt hạnh phúc của cô dâu và chú rể sẽ trao cho nhau. Vâng, đó là một nụ hôn để cùng chứng minh cho tình yêu lồng cháy của mình. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng quay vào, vâng, 45 độ 5. Xin mời cô dâu chú rể. Vâng, cô dâu sẽ đặt tay lên bờ vai vững chắc của chú rể hôm nay. Đúng thật một chàng trai thông minh vạm vỡ, và đó là một điểm tựa cho em suốt cuộc đời này. Xin mời chú rể hãy đặt đôi tay của mình lên bờ eo của cô dâu và chuẩn bị thực hiện những nghi thức long trọng nhất. Và bật mí với quý vị rằng nụ hôn hôm nay cũng như những tình cảm sắc son của mình thì cô dâu chú rể phải thể hiện vì nghìn năm chỉ có một lần và được quan viên họ chứng kiến mà thôi. Vâng, xin mời cô dâu chú rể hãy chuẩn bị đến theo cũng như nghi thức của ban tổ chức. Vâng, xin mời MC. Vâng, và với nụ hôn này xin nhắc cô dâu chú rể sẽ hôn trên chính đôi bờ môi đang căng tràn hạnh phúc của hai bạn. Nếu hôn vào trán và vào má sẽ không được tính đâu nha. Và với 5 giây đến ngược dành cho cô dâu chú rể, và xin quý vị đừng bỏ qua cảnh giác đáng nhớ này. 5 4 3 2 1 xin chúc mừng.
Trong ngày vui trăm năm hạnh phúc hôm nay, một lần nữa xin được thay lời cho cô dâu chú rể, thay lời cho hai bên gia đình, kính mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta cùng tự nhiên uống nước ăn trầu và cùng chung vui chúc phúc cho bạn trẻ trong ngày vui trọng đại hôm nay. Và chúng ta cùng chứng kiến những phần tình cảm của những người cha người mẹ, những người anh người chị của cô dâu và chú rể trong ngày vui trọng đại hôm nay. Sẽ có những phần quà đặc biệt ý nghĩa để dành tặng cho các con các em mình trong ngày vui trọng đại hôm nay. Và phần quà đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu và kính mời người thân sinh xa cô ra chú rể Thành Luân, người cha người mẹ sẽ cùng bước lên sân khấu với phần quà đặc biệt của mình để dành tặng cho các con mình trong ngày vui trọng đại hôm nay. Vâng, xin mời quý vị chúng ta hãy đưa một tràng vỗ tay thật lớn để trân trọng kính mời sự hiện diện của song thân phụ mẫu sinh ra chú rể Thành Luân. Bên trời lộng lộng không phủ kín công cha, biết bao nhiêu giọt mồ hôi của mẹ rơi và những tình cảm của cha bấy lâu nay đã dành dụng cho con mình con lớn trưởng thành. Nhưng vui ngày cưới thì cha mẹ cũng không quên có những món quà dành tặng cho con dâu, con trai của mình. Đó là một món quà nho nhỏ về vật chất, nhưng đó là những tinh thần, là động lực để dành tặng cho con mình vào tương lai tươi sáng rạng ngời hôm nay. Vâng, xin cảm ơn các quý vị. Chúng ta hãy tiếp tục hướng về sân khấu để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình quân viên họ. Vâng, chúng ta hãy đón những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những món quà của cha mẹ kính yêu, người đã thân sinh ra chú rể Thành Luân và người mẹ hiền của cô dâu hôm nay. Vâng, và đúng là hôm nay pháo nổ vang trời, cha mẹ cũng có những lời vàng son dặn dâu hiền để thảo nghe con, và đây chút quà nhỏ để chúc các con xung vầy. Vâng, và một lần nữa xin được thay mặt cho toàn thể quan viên quý quý xin được kính chúc cho hạnh phúc của cô dâu chú rể cũng như đại gia đình luôn luôn được hạnh phúc và được thành đạt trong cuộc sống. Vâng, xin cảm ơn cha mẹ. Và món quà tiếp theo của người chị gái bấy lâu nay muốn dành dụ cũng như chia sẻ tình cảm của mình cho người em dâu và người em trai của mình. Chị luôn mong muốn rằng cuộc đời này hai em sẽ luôn luôn nghe theo những lời cha mẹ vẫn dạy, và chúng ta hãy vươn lên trong cuộc sống để trải qua những thăng trầm buồn vui. Chúng ta sẽ cố gắng thành đạt hơn nữa. Cuộc đời này sẽ không thể thiếu được những cây cao bóng cả những tình cảm của gia đình. Xin được cảm ơn bà có một quà nho nhỏ dành tặng cho cháu nội của mình. Xin mời bà hãy lưu lại khán phòng để cùng chụp với con cháu mình bức hình lưu niệm hôm nay ạ. Và chúng ta hãy đưa một tràng pháo tay lớn để chúc mừng và thay mặt cho chú rể cô dâu cảm ơn bà. Và chúng con thay mặt và luôn luôn kính chúc bà thường thọ dài lâu, bách niên dài lão, và để cho chúng con luôn luôn được học hỏi và nương nhờ những tình cảm của ông bà bố mẹ vẫn thường dành cho chúng con. Vâng, và một phần quà tiếp theo xin mời các cô dì chú bác, những người thân trong gia đình của chú rể của cô dâu cùng bước lên sân khấu với những phần quà đặc biệt ý nghĩa của mình để dành tặng cho các cháu mình trong ngày vui trong năm hạnh phúc hôm nay. Đúng là tình máu mủ ruột già vẫn bao đời nay vẫn theo những nguồn sống luôn luôn bên cạnh chúng ta và động viên kịp thời khi chúng ta có thể buồn vui, có thể đến với những gì đó, nhưng rồi được gia đình cùng nâng niu và cùng chia sẻ thì cuộc sống này sẽ vui vẻ thăng hoa hơn. Và hôm nay rất hạnh phúc cho chú rể Thành Luân và cô dâu Hồng Nhung đã được sự động viên với về tinh thần và vật chất. Đây là những lời chúc mừng vàng ngọc để dành tặng cho hai em. Vâng, thay mặt một lần nữa cho cô dâu chú rể xin chân thành cảm ơn ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác, những người thân yêu, anh chị em trong gia đình và con về đây họ đã có mặt để chúc mừng trong ngày vui hôm nay. Vâng, và một nữa xin được thay lời cho cô dâu chú rể, thay lời cho gia đình. Vâng, xin được trân trọng kính mời toàn thể các cô dì chú bác trong gia đình họ nhà trai cũng như họ nhà gái cùng bước lên sân khấu và cùng cô dâu chú rể lưu lại những tấm hình lưu niệm trong ngày vui trọng đại hôm nay. Vâng, của Thành Luân và Hồng Nhung.
Vâng, một lần nữa kính chuyển lời mời của cô dâu chú rể và gia đình. Xin trân trọng kính mời, khi những món quà đã được chuyển tận tay cô dâu chú rể, xin trân trọng kính mời các bác đại diện quan viên hai họ, tôi xin chú bác người thân yêu của quan viên hai họ sẽ bước lên sân khấu danh dự của gia đình để lưu lại khoảnh khắc đẹp trong ngày hôm nay ạ. Tôi xin trân trọng kính mời toàn thể các cô dì chú bác ạ. Hồng Nhung trong ngày vui trọng đại hôm nay với những bản tình ca, những ca khúc hay nhất để gửi tặng cho cô dâu chú rể cũng như là những món quà âm nhạc gửi tặng tới toàn thể quý vị khách quý. Xin mời quý vị cùng đón nghe và cùng thưởng thức. Và xin mời quý vị, những ai có những bản tình ca hay nhất của mình, hãy đừng ngần ngại đăng ký với những người làm chương trình chúng tôi để chúng ta cùng giao lưu, đặc biệt là cùng chung một lời chúc cho Thành Huân và Hồng Nhung cũng như đại gia đình được trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời và chân thành cảm ơn. Trong khi quý vị còn đang lắng nghe những ca khúc để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể cũng như đang đón nhận những chén trà đậm đà tình nghĩa đến từ cô dâu và chú rể trong ngày vui trọng đại hôm nay, nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng hướng về phía sân khấu nhỏ chúng tôi để chúng ta cùng đón nghe một dòng ca. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một dòng ca là người cha. Vâng, người cha của chú rể trong ngày vui trọng đại hôm nay sẽ có một ca khúc với ca khúc Tình Cha như một lời nhắn nhủ, cũng là một món quà đặc biệt ý nghĩa để dành tặng cho các con mình trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời
chú rể cũng như để chào đón một giọng ca chính là người thân sinh ra chú rể trong ngày vui trọng đại hôm nay với ca khúc Tình Cha. Xin mời quý vị cùng đón nghe một bài Tình Cha và ngày giữ hôn của hai con. Tình cha ấm áp như vòng thái dương, ngọt ngào như dòng nước chưa đầy nguồn. Suốt đời vì tình cha dân gian, và cha là mướn con với ấm những đàn dài, nhà nàng mướn con hỏi cha kéo nói lại con yêu ơi hãy nhớ lời cha cho lên đường. Quá xúc động khi trong ngày vui trọng đại của các con mình đã bắt những lời ca tiếng hát của mình để gửi một món quà đặc biệt ý nghĩa dành tặng cho Thành Luân và Hồng Nhung, cũng như một lời nhắn nhủ rằng chúc các con được trăm năm hạnh phúc. Vâng, và một nữa xin được cảm ơn chú với những ca khúc mặc dù chưa đầy đủ nhưng cũng đã trọn vẹn tình nghĩa của mình trong ngày vui trọng đại hôm nay, và xin cảm ơn những tràng pháo tay rất nồng nhiệt của quý vị để dành tặng cho chú trong ngày vui trọng đại hôm nay. Vâng, để tiếp theo chương trình văn nghệ, xin mời quý vị cùng lắng nghe một giọng ca. Vâng, một giọng ca đến từ quê hương Kinh Bắc. Vâng, ca sĩ Minh Thúy với ca khúc hay nhất của mình gửi tới toàn thể quý vị khách quý, cũng như để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Xin chào toàn thể các quý vị. Mọi người thì theo MC giới thiệu thì trở lại với Liên Quy Quan Họ. Ngày vui của đôi lứa hôm nay thì chúng ta đã đến với những tâm tư tình cảm của mình. Tôi những cái làm chương trình muốn gửi tới Thành Luân và Hồng Nhung với một ca khúc có như mang đến những tình yêu, dù ở đâu trên mọi miền tổ quốc, dù vắng xa nhưng hai trái tim lừa đường về nhau trong tâm sự. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm đã cho anh dạt dào bao kỷ niệm, như vầng trăng sáng cả ngoài khơi xa và những tình yêu luôn luôn trao hết cho Nhung. Vâng, đó là những câu hát ý nghĩa để dành tặng cho cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Vâng, trước khi quay lại chương trình, có thể các quý vị một lần nữa chúng ta hãy hôm nào vui phòng bằng một tràng pháo tay thật lớn nữa không ạ. Vâng, xin thành cảm ơn cô dì chú bác cùng toàn thể các vị khách quý rất nhiều. Chiều hôm đã cho em xa xa bao kỷ niệm, như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa.
đang vun ba bể đồng sóng gầm gào, nhung trở luôn thất tròn thảm thanh thơ như dòng sông lúc vui rồi lại đầy. Yêu cầu ghi rằng đã chính thức khép lại 45 phút tường thuật trực tiếp buổi lễ giao duyên trăm năm hạnh phúc của chú rể Thành Luân sanh duyên cùng cô dâu Hồng Nhung trong ngày vui trọng đại hôm nay. Vâng, đúng là mặc dù đường xá xa xôi muôn nẻo với những trái tim luôn dẻo nghĩa tình, và ngày hôm nay quý vị cùng trở về đây chung vui với gia đình, mặc dù tiệc vui chưa dứt cũng đã phải xa nhau rồi, mà xa nhau thì xin giữ những nụ cười, hẹn lần sau gặp lại sẽ vui gấp 10 và gấp trăm. Vâng, cuối cùng một lần nữa, những người nào chơi trẻ chúng tôi xin được thay lời cho cô dâu chú rể, thay lời cho hai bên gia đình xin được gửi tới toàn thể quý vị khách quý một lời cảm ơn chân thành nhất. Xin được cảm ơn những tấm tình của quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, vẫn chút thời gian và ngọc của mình cùng trở về đây chung vui và chúc phúc cho bạn trẻ trong ngày vui trăm năm hạnh phúc hôm nay. Vâng, cuối cùng một nữa xin được trân trọng cảm ơn. Em về anh dặn người rằng mơ hơn người kết tư bằng người đời chúng em. Oh,
chung duyên mới tại đây. Một lần nữa thay mặt cho gia đình ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quản viên họ, bạn bè gần xa đã về dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Xin kính chúc mọi người cùng gia đình sức khỏe dồi dào và hạnh phúc đa hoa trong cuộc sống. Xin chào thân ái và tạm biệt. Sóng gió sẽ về với mấy ngàn, dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những xung động trái tim yêu. Đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi? Anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Sóng gió sẽ về với mấy ngàn, dậy đi yêu thương, ta hãy khép miệng.